Là một trong những ngành then chốt được ví như mạch máu của nền kinh tế quốc dân, logistics cần được đầu tư mạnh mẽ, đặc biệt trong khía cạnh số hóa để có thể đáp ứng, thích nghi với bối cảnh thị trường, hỗ trợ tối đa thúc đẩy sự phát triển của các ngành nghề khác. Tại hội thảo chuyển đổi số để xây dựng ngành logistics hiện đại bền vững, ban tổ chức cho biết, chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Logistics là một trong 8 ngành cần được ưu tiên chuyển đổi số. Từ hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp và những kinh nghiệm được rút ra, các đại biểu đã tích cực trao đổi, chia sẻ về công nghệ và tự động hóa trong logistics, gắn logistics với thương mại điện tử trong thời đại số. Từ đó, đưa ra các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics thông qua định hướng về chuyển đổi số nhằm thúc đẩy xuất nhập khẩu, lưu thông hàng hóa. Đây cũng là một trong những cơ sở quan trọng để Bộ Công Thương cùng các bộ ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển ngành dịch vụ logistics của Việt Nam đến năm 2035. Tầm nhìn đến năm 2045. Trong khuôn khổ hội thảo cũng diễn ra lễ công bố báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2022 do Bộ Công Thương xây dựng, ban hành.